Thầy hân hạnh chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài đầu tiên trong cái phân môn toán cao cấp của bậc đại học. Thì trong toán cao cấp và các em biết rồi, chúng ta có nhiều vấn đề để bàn đến. Thì ở đây thì thầy giúp cho các em một mảng thôi, đó là chúng ta nghiên cứu về những cái hàm số một biến và các những vấn đề khác, thì các em sẽ được có dịp theo dõi ba thầy khác giúp cho các em những cái mảng còn lại. Thế thì trong cái phần hàm một biến này thì chúng ta xét nó gần giống như cái chương trình phổ thông của chúng ta đã được học, đó là chúng ta cũng xét tính chất giới hạn của hàm số này, rồi liên tục, rồi đạo hàm, rồi tích phân. Thì ở trong chương trình toán cao cấp thì chúng ta nới rộng ra một chút so với lại phổ thông, đi sâu hơn một chút. Thầy cũng muốn nhắc lại cho các em một số những cái khái niệm mà chúng ta đã có dịp tiếp cận với cái chương trình phổ thông rồi, thì thầy muốn nhắc lại và thầy muốn cho các em xem lại cái lý thuyết, cái khái niệm cơ bản để qua đó chúng ta nắm vững lại một cách cơ bản hơn trong cái môn toán. Thế thì bài học ngày hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em một cái chuyện nhẹ thôi, rất rất nhẹ, nó liên quan trực tiếp đến chương trình phổ thông của chúng ta, đó là giới hạn của hàm số. Thế thì chúng ta hãy xem một cái ví dụ nho nhỏ mà thầy cho nó y như là cái bài toán của phổ thông vậy. Đó là thầy xét một cái giới hạn của cái hàm số sau đây: 2x cộng 3 tất cả chia cho x trừ 1 khi x tiến tới 2. Thế thì chúng ta thấy giới hạn này của chúng ta không rơi vào dạng vô định. Bởi vì khi ta thay x bằng 2 vào thì trên tử của chúng ta được 7 và dưới mẫu của chúng ta được là 1. 7 chia cho 1 nó bằng 7. Vâng. Thế thì ở đây thầy muốn nhấn mạnh em cái chỗ này. Cái số 7 của chúng ta nó là một con số hữu hạn. Rồi một cách tương tự như vậy, chúng ta xem cái giới hạn cũng của hàm số y bằng 2x cộng 3 tất cả chia cho x trừ 1. Thầy chỉ thay đổi cái x tiến tới đâu thôi. Ở đây thầy cho x tiến tới cộng vô cực. Và chúng ta thấy rằng cái hàm của chúng ta bậc tử là 1, bậc mẫu là 1. Do vậy mà ở chương trình phổ thông chúng ta cũng đã được học, nó chính là hệ số bậc cao nhất của tử chia hệ số bậc cao nhất của mẫu. Ở đây cụ thể là 2 chia cho 1. Chúng ta thấy nó bằng 2. Và cái con số 2 này của chúng ta nó cũng là một con số hữu hạn. Bây giờ thầy cũng tiếp tục một ví dụ nữa. Đó là thầy đi tìm giới hạn cũng của cái hàm 2x cộng 3 chia cho x trừ 1. Nhưng bây giờ thầy cho giá trị x tiến tới 1 cộng, tức là tiến tới bên phải của số 1. Thế thì khi x tiến tới 1 cộng thì ta thấy rằng trên tử của chúng ta là 5. Và khi x tiến tới 1 cộng thì chúng ta được hiểu rằng x khi đó lớn hơn 1 và tiến về 1. Do vậy mà x trừ 1 mẫu số của chúng ta là số dương. Và khi x tiến đến 1 thì nó tiến đến 0, nó tiến về phía chiều dương. Do vậy mà 5 mà chia cho một số tiến về 0 theo chiều dương nó sẽ ra được là cộng vô cực. Và ở đây thì cái cộng vô cực này nó không còn là hữu hạn nữa, mà nó là vô cực, nó không còn là hữu hạn nữa. Như vậy thì trong cái chương giải giới hạn hàm số này, thầy muốn trình bày cho các em thành hai cái mảng riêng biệt để chúng ta tiện theo dõi. Đó là thầy chia ra, thứ nhất là đối với những cái hàm số mà có cái giới hạn của nó, cái giá trị giới hạn của nó là con số hữu hạn. Thế thì cái kiểu giới hạn này chúng ta gọi đó là giới hạn hữu hạn của hàm số. Còn nếu mà giá trị giới hạn của chúng ta mà nó ra vô cực như cái ví dụ số 3 này, thì lúc đó chúng ta gọi đây là giới hạn vô cực của hàm số. Chúng ta tách hẳn ra thành hai cái mảng kiến thức đó để chúng ta dễ theo dõi bài. Thế thì trong buổi học này thầy muốn giúp lại cho các em, nắm lại cho các em những cái khái niệm đó, những cái khái niệm về lim này, những khái niệm về giới hạn, những khái niệm về giới hạn bên phải, giới hạn bên trái, tất cả những cái đó để nắm lại một cách cơ bản cái khái niệm ban đầu của giới hạn. Cái khái niệm giới hạn nó là cái khái niệm cơ bản nhất trong cái toán cao cấp, trong cái toán hiện đại của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta nắm vững được cái hình ảnh, cái khái niệm về giới hạn thì hầu như toàn bộ cái chương giải tích trong toán cao cấp của chúng ta sẽ hiểu rất rõ. Bây giờ chúng ta quay trở lại bài toán, cái bài học của chúng ta.
chúng ta xét cái giới hạn hữu hạn của hàm số như sau. Trước hết thầy cho y của chúng ta là một khoảng mở chứa x0. Và hàm số f của chúng ta xác định trên y. Hoặc thậm chí f không cần xác định tại x0 cũng được. Tức là nó xác định trên y nhưng nó có thể không cần xác định tại x0, tức là nó gián đoạn tại điểm x0 cũng, tức là nó không xác định tại x0 cũng được nữa. Tức là thầy ở đây thầy ký hiệu là tập hợp y bỏ đi cái phần tử x0. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta có một cái khái niệm sau đây. Nếu n là giới hạn của hàm số f tại x0, nếu điều sau đây xảy ra các em. Với mọi epsilon dương, tức là ta cho một cái epsilon tùy ý và dương, bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái số delta dương sao cho x của chúng ta thuộc vào cái tập xác định y này và cái khoảng mở y này, và trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta và x khác x0, nghĩa là trị tuyệt đối x trừ x0 phải dương hẳn. Thì từ cái giả thiết này mà nếu ta kéo theo được trị tuyệt đối của fx trừ nl cũng bé hơn epsilon, thì khi đó cái chữ nl này ta gọi là giới hạn của hàm số f tại x0. Và cái nl là giới hạn của hàm số f tại x0 này chúng ta được ký hiệu là lim của fx bằng nl khi x tiến tới x0. Vậy thì cái lim này chúng ta được hiểu định nghĩa là với mọi epsilon dương tồn tại một cái số delta dương sao cho x thuộc y và x thuộc vào cái lân cận của x0 và x khác x0, thì kéo theo được fx trừ l bé hơn epsilon. Và đây là định nghĩa của cái lim này. Thế thì bây giờ một vấn đề thực tế đụng phải điều sau đây các em. Đó là chúng ta gặp phải một cái bài toán mà đề bài yêu cầu chúng ta đi chứng minh cái giới hạn đó, cái giới hạn của hàm số đó bằng bao nhiêu. Thì đương nhiên chúng ta phải sử dụng cái định nghĩa, ta yêu cầu dùng định nghĩa. Thế thì trong thực tế chúng ta làm như thế này. Cái chuyện mà chúng ta cho với mọi epsilon dương đó là ta tự cho, đó là lấy epsilon dương tùy ý. Vấn đề cái khó của chúng ta là chúng ta phải đi chọn cái delta dương này như thế nào để mà thỏa điều kiện x thuộc vào cái lân cận của x0 thì trị tuyệt đối của fx trừ l phải bé hơn epsilon. Và ở đây thì cái tồn tại này các em thấy được đứng trước cái epsilon, đứng trước cái với mọi. Tức là chúng ta cho một cái epsilon tùy ý, rồi cái tùy ý đó chúng ta mới chọn cái delta này nó theo cái epsilon đó để sao cho trị tuyệt đối của fx trừ l bé hơn epsilon với mọi x thuộc vào cái lân cận của x0. Cho nên trong thực tế làm bài, cái delta này các em sẽ thấy nó sẽ phụ thuộc vào cái epsilon tùy ý đó. Thế bây giờ để diễn tả cái điều thầy muốn nói với lại các em, thì các em theo dõi cho thầy cái ví dụ sau đây. Cho fx bằng 2x cộng 3, đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh lim của fx khi x tiến tới 2 bằng 7. Như vậy thì chúng ta dựa vào định nghĩa như sau. Trước hết chúng ta xem một cái số epsilon đủ bé dương tùy ý. Vấn đề đặt ra cái khó của bài toán của chúng ta là chúng ta phải đi chọn delta bằng bao nhiêu để cho trị tuyệt đối của x trừ x0, cụ thể ở đây là 2, bé hơn delta và dương. Dương tức là chẳng qua ta cho x khác 2 thôi. Mà từ cái điều kiện này ta phải kéo theo được fx trừ nl, tức là fx trừ 7 trị tuyệt đối, bé hơn epsilon. Cái khó của bài toán này nó nằm ở cái chỗ chúng ta phải chọn delta như thế nào để điều này xảy ra. Bằng cách sau đây, thầy làm nháp cho các em thấy. Chúng ta phải chứng minh điều gì? Trị tuyệt đối của fx trừ 7 nhỏ hơn epsilon. Do vậy, thầy xuất phát từ cái điều mà chúng ta phải chứng minh ra nháp. Thế thì điều kiện này tương đương với trị tuyệt đối của ta thay fx của đề bài cho là 2x cộng 3.
Rồi, trừ 7, các em viết lại nhỏ hơn epsilon. Chúng ta rút gọn lại thì chúng ta được 2x trừ 4 nhỏ hơn epsilon. Thế bây giờ chúng ta quan sát cái chỗ giả thiết này. Chúng ta đang cần trị tuyệt đối của x trừ 2 nhỏ hơn epsilon. Vậy thì ở đây là 2x trừ 4. Muốn cần x trừ 2 không khó các em. Chúng ta đặt 2 ra ngoài làm thừa xôi chung. Như vậy thì ở đây chúng ta còn lại trị tuyệt đối của x trừ 2. Và số 2 đó dương, ta chuyển sang vế phải bất đẳng thức không đổi chiều. Như vậy bé hơn epsilon chia 2. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy f trị tuyệt đối của x trừ 2 nhỏ hơn epsilon trên 2. Thì ta suy ngược trở lại được trị tuyệt đối fx trừ 7 nhỏ hơn epsilon. Do vậy mà ở đây cái delta này nó đóng cái vai trò là cái epsilon của chúng ta đây, trên 2 đây, các em thấy ha. Như vậy thì nếu mà ta chọn delta của chúng ta là epsilon trên 2 thì ta suy ngược trở lại được trị tuyệt đối của fx trừ 7 nhỏ hơn epsilon, là cái chỗ này là điều phải chứng minh. Do vậy mà ở đây chúng ta sẽ thấy chúng ta chọn delta là epsilon trên 2. Và như vừa rồi thầy nói, delta chúng ta để ý luôn luôn nó sẽ phụ thuộc vào cái epsilon dương cho trước đó. Như vậy thì chúng ta đã có được cái điều mà chúng ta phải chứng minh. Có nghĩa là điều này xảy ra thì lim của fx khi x tiến đến 2 sẽ bằng 7. Chúng ta đạt được điều phải chứng minh. Như vậy thì thầy qua cái ví dụ này chúng ta soi rọi lại cái khái niệm về giới hạn của hàm số tại x0, giới hạn hữu hạn của hàm số tại x0. Nó diễn tả bằng cái ngôn từ mà các em thường học, nó gọi là ngôn từ epsilon delta. Chúng ta nắm vững được cái khái niệm và chúng ta hình dung ra được cái hình ảnh của nó. Đại khái hình ảnh nó như thế này các em. Tức là khi mà cái x của chúng ta mà nó thuộc vào cái lân cận x0, lân cận tức là nó rất gần với cái điểm x0, thì cái hàm số, cái biểu thức fx của chúng ta nó cũng sẽ gần, rất gần tới cái giá trị L. L là giá trị của hàm số, là giới hạn của hàm số đó. Cái khái niệm, cái ý nghĩa của cái giới hạn nó nằm ở đó. Và từ cái ý nghĩa đó thì người ta mới đẩy cái định nghĩa một cách khó hiểu là bằng cái ngôn từ epsilon delta. Bây giờ thì chúng ta qua một cái khái niệm khác nữa. Đó là thầy muốn giới thiệu cho các em cái khái niệm về giới hạn một bên của hàm số. Thế thì vừa rồi chúng ta cũng hay nói với nhau là trị tuyệt đối x trừ x0 thuộc delta lớn hơn, rồi lớn hơn 0, bé hơn delta. Thế thì thầy vẫn dùng cái từ gọi là x nó thuộc vào cái lân cận của x0. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ hiểu được cái từ này nó như thế nào. Cái này là thầy chép lại cái định nghĩa vừa rồi mà chúng ta vừa mới được học qua đó. Thế thì cái ký hiệu này chúng ta được hiểu bằng cái hình ảnh như thế này. Thầy cho một cái trục số và x0 ở đây. X trừ x trị tuyệt đối x trừ x0 bé hơn delta có nghĩa là x nó lớn hơn x0 trừ delta và x nhỏ hơn x0 cộng delta. Các em chú ý delta là số dương. Như vậy thì cái khoảng của chúng ta đây, đây nó chính là x0 trừ delta và đây là x0 cộng delta. Và cái giá trị x này của chúng ta đây, lúc này nó di chuyển trên cái khoảng từ x0 trừ delta đến x0 cộng delta, thầy viết ở đây. Và nó dương cho nên cái x này của chúng ta nó không trùng với cái x0. Nó chạy, nó di chuyển trên cái khoảng này. Và cái khoảng này chúng ta gọi nó là cái lân cận của x0 nhé. Rồi bây giờ nếu như thay vì nó chạy hả? Nó chạy trong cái khoảng này, các em thấy ha? Thì bây giờ nó chỉ chạy bên nửa bên trái thôi. Tức là thầy bỏ cái bên phải này đi và thầy thu hẹp cái khoảng lại. Và cái x của chúng ta nó chỉ di chuyển ở bên trái của cái x0 thôi. Thế thì lúc này chúng ta thấy thay vì ta ghi trị tuyệt đối của x trừ x0 thì lúc này chúng ta có được x trừ x0 phải dương và đương nhiên nhỏ hơn delta. Thầy thay cái này bằng cái giá trị, bằng cái điều kiện x0 trừ x. Thì khi đó với cái điều kiện này thì chúng ta gọi cái lim này là giới hạn bên trái tại x0 và thêm cái dấu trừ đằng
sau, đằng trước cái đằng sau cái chữ x0 này của chúng ta. Đó. X tiến tới x0 trừ. Và chú ý cho thầy các em này. Vậy thì khi x tiến tới x0 trừ, quan sát qua hình thì chúng ta thấy cái x này của chúng ta nó tiến về bên trái, nghĩa là nó nhỏ hơn x0. Để từ đó chúng ta tính cái giới hạn trái phải cho nó nhanh. Một cách tương tự như vậy, chúng ta cũng có một cái khái niệm về giới hạn bên phải. Bây giờ thì thầy cũng vẽ cái trục số. Và vừa rồi thì thầy cho x chạy về bên trái. Thế bây giờ thầy cho x nó chạy về bên phải. Một cái lân cận phải của x0. X nằm đây. Nếu x nằm đây như vậy thì x trừ x0 sẽ dương. Và đương nhiên bé hơn delta. Thầy thay cái trị tuyệt đối này bằng x trừ x0. Và khi đó chúng ta có cái khái niệm gọi là giới hạn phải tại x0 của hàm số f. Và người ta ký hiệu dấu cộng. X tiến tới x0 cộng. Đây là cái khái niệm về giới hạn trái, giới hạn phải mà thầy vừa mới trình bày. Đây thì chúng ta có một cái mệnh đề là khá quan trọng sau đây. Đó là nếu mà giới hạn của hàm số f khi x tiến tới x0 trừ, tức là tiến bên trái, tồn tại và nó bằng giới hạn của f khi x tiến tới x0 cộng, tức là tiến bên phải, đồng thời hai cái giới hạn trái và phải này của chúng ta bằng nhau, và thầy giả sử nó bằng L, tức là cả hai giới hạn này đều tồn tại cả, thì khi đó ta kết luận được lim của fx khi x tiến tới x0 cũng bằng đúng giá trị L này. Và đây là cái mệnh đề điều kiện cần và đủ và chúng ta có thể xài hai chiều được. Chúng ta quan sát một cái ví dụ thầy cho như sau. Thầy cho cái hàm số f được xác định bởi fx bằng hai biểu thức sau đây. Biểu thức thứ nhất là x bình phương cộng 2 nếu x của chúng ta nhỏ hơn 1. Hoặc là nó bằng 2x cộng 1 nếu x của chúng ta lớn hơn hay bằng 1. Vấn đề đặt ra của thầy rằng lim của fx khi x tiến đến 1 trước hết có tồn tại hay không? Mà nếu tồn tại thì giá trị của nó bằng bao nhiêu? Bằng cách thầy sử dụng cái mệnh đề mà thầy vừa mới giới thiệu cho các em như thế này. Bằng cách là chúng ta đi tìm lim của fx khi x tiến đến 1 trừ, tức là tiến đến bên trái của số 1. Thế thì x tiến đến 1 trừ có nghĩa là x của chúng ta nhỏ hơn 1. Mà nhỏ hơn 1 thì đương nhiên nó mang cái biểu thức ở trên. Vậy thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 3. 1 cộng 2 là 3. 1 bình phương cộng 2 là 3. Chúng ta tiếp tục tìm lim của fx khi x tiến đến bên phải của số 1, tức là dấu cộng. X tiến đến 1 cộng nghĩa là x của chúng ta lớn hơn hẳn 1. Mà khi x lớn hơn 1 thì nó mang biểu thức 2x cộng 1, biểu thức ở dưới. Ta chỉ cần thay x bằng 1 vào, ta có 2 cộng 1 bằng 3. Và chúng ta thấy cả giới hạn trái và phải đều mang cùng một giá trị là 3. Như vậy, điều thứ nhất, ta kết luận được rằng lim của fx khi x tiến đến 1 là tồn tại, là có. Và không những có mà chúng ta còn biết luôn giá trị của nó bằng đúng số 3, là bằng đúng L theo giả thiết của chúng ta. Như vậy thì còn một vấn đề nữa đặt ngược lại với các em. Vậy thì bây giờ nếu như giới hạn trái và phải tại x0 của hàm số f mà khác nhau, thì lim của fx khi x tiến tới x0 nó có tồn tại hay không? Thì chúng ta lật ngược lại vấn đề. Lật ngược lại vấn đề, chúng ta lại có lại cái mệnh đề này. Thế bây giờ nếu như mà giới hạn trái tại x0 và giới hạn phải tại x0 mà nó không bằng nhau, thầy bôi cái này đi, mà nó khác nhau, hoặc là lim của fx khi x tiến tới x0 trừ không tồn tại cũng được, hoặc là khác nhau cũng được, thì ta kết luận được ngay giới hạn của hàm số f tại x0 cũng không tồn tại luôn. Thầy xin nhắc lại cho các em nắm vững. Giới hạn trái tại x0 không tồn tại thì giới hạn của f tại x0 cũng không tồn tại. Hoặc giới hạn của f tại
x0 bên phải, x0 cộng không tồn tại, thì giới hạn của f tại x0 cũng không tồn tại. Hoặc trường hợp thứ ba, cả hai giới hạn trái và phải tại x0 đều tồn tại cả, nhưng giá trị của chúng khác nhau, thì giới hạn của f tại x0 cũng không tồn tại luôn. Chúng ta quan sát một ví dụ sau đây. Thầy cho hàm số fx được xác định như sau: 3x trừ 2 nếu x nhỏ hơn 1, hoặc bằng x cộng 4 nếu x lớn hơn hay bằng 1. Vấn đề đặt ra của thầy giống như vừa rồi. Vậy giới hạn của hàm số f tại x0 bằng 1 có tồn tại hay không? Mà nếu tồn tại thì cho biết bằng bao nhiêu? Muốn làm được điều đó, thầy tiếp tục đi tìm lim của fx khi x tiến đến 1 trừ. Nghĩa là x của chúng ta nhỏ hơn 1. Mà khi x nhỏ hơn 1 nó mang biểu thức ở trên. Ta thay x bằng 1 vào được 3 trừ 2. Như vậy giới hạn này của chúng ta bằng 1. Một cách tương tự, thầy đi tìm lim của fx khi x tiến đến 1 cộng, tức là tiến đến bên phải của số 1, tức là x lớn hơn 1. Mà khi x lớn hơn 1 thì nó mang biểu thức ở dưới. Thay 1 vào ta có bằng 5. Và chúng ta quan sát 1 năm, rõ ràng 1 khác 5. Như vậy đủ để cho chúng ta kết luận được rằng giới hạn của hàm số f tại x bằng 1 của chúng ta là không tồn tại. Như vậy thì cái mệnh đề vừa rồi mà thầy trình bày cho các em, nó có hai cái tác dụng sau đây. Cái ứng dụng thứ nhất, khi chúng ta gặp một cái biểu thức của hàm số cho bởi nhiều biểu thức như ví dụ vừa rồi, mà chúng ta cần đi tìm, chúng ta cần đi giải quyết giới hạn tại những cái điểm biên đó, thì các em nhớ chúng ta đi xét những giới hạn trái và phải tại những điểm biên đó. Nếu giới hạn tại những điểm biên đó tồn tại và bằng nhau, thì giới hạn của f tại những điểm biên đó cũng tồn tại và bằng đúng giá trị trái phải tại x0 của hàm số f đó. Còn nếu như giới hạn bên trái hoặc bên phải tại x0 của hàm f không tồn tại, hoặc tồn tại nhưng khác nhau, thì giới hạn của f tại x0 cũng không tồn tại. Cái mệnh đề rất quan trọng, chúng ta nhớ. Hôm nay thì thầy muốn chỉ giới thiệu cho các em về mặt lý thuyết thôi. Thế thì sau những bài học tới, chúng ta sẽ đào rất sâu những cái bài tập theo sau cho các em. Hôm nay thì thầy cho những cái ví dụ rất đơn giản để mục đích là chúng ta xem lại lý thuyết cho tốt. Bây giờ thì chúng ta lại có một cái mệnh đề nữa. Nó liên quan đến cái chuyện đi chứng tỏ một cái hàm không tồn tại giới hạn tại x0. Chúng ta xem cái mệnh đề tiếp theo. Thầy cho y là một cái khoảng mở chứa x0, và f của chúng ta là hàm số xác định trên y, hoặc f không cần xác định trên x0 cũng được. Thế thì thầy gọi xn là một cái dãy số tùy ý chứa trong y, và cái dãy số xn này hội tụ về cái x0 này. Đồng thời xn của chúng ta nó khác x0. Và nếu như lim của fxn khi n tiến tới cộng vô cực mà tồn tại và bằng l, thì khi đó chúng ta cũng kết luận được lim của fx khi x tiến tới x0 cũng bằng đúng giá trị l này. Thế thì ở đây thầy đặc biệt chú ý với các em cái với mọi này, cái với mọi cái dãy xn này, tức là bất luận tất cả mọi dãy số xn chứa trong y hội tụ về x0 mà lim của fxn khi n tiến đến cộng vô cực bằng l, thì khi đó ta kết luận được fx khi x tiến đến x0 bằng l. Thế thì cái mệnh đề này của chúng ta thường ít khi nào dùng để mà đi tìm giới hạn của hàm số lắm.
mà mệnh đề này thường chúng ta sử dụng để chứng minh một hàm số không tồn tại giới hạn tại x0 bằng cách sau đây. Mệnh đề chỉ ra cho chúng ta phải đúng với mọi dãy số xn. Vậy điều đó có nghĩa như thế này. Nếu như chúng ta chỉ ra được hai dãy số khác nhau cùng tiến về x0, thầy lấy ví dụ dãy số an tiến về x0 và dãy số bn cũng tiến về x0. Và dĩ nhiên hai dãy số an và bn khác nhau và khác x0, và an bn của chúng ta cũng chứa trong y. Thế thì ta đi tính lim của f an khi n là tiến ra cộng vô cực. Nếu cái giới hạn này nó khác với cái giới hạn của f bn khi n là tiến tới cộng vô cực, thì khi đó ta kết luận được rằng giới hạn của f tại x0 của chúng ta là không tồn tại. Bởi vì theo định mệnh đề của chúng ta thấy rằng là với mọi dãy số xn và fxn của chúng ta đều phải tiến về cùng một giá trị n, thì khi đó cái giới hạn của f tại x0 nó mới tồn tại và nó bằng đúng n. Còn ở đây thì f của cái dãy số an và f của cái dãy số bn không cùng tiến về một giá trị, thì đương nhiên cái f của chúng ta cũng không tồn tại giới hạn tại x0. Hoặc chúng ta chỉ cần tìm một dãy số thôi tiến về x0, và cái giới hạn của f của cái dãy số đó không tồn tại, thì chúng ta cũng đủ để kết luận được cái hàm số f của chúng ta không tồn tại giới hạn tại x0. Cái mệnh đề này nó hay ở cái hệ quả của nó. Thế bây giờ chúng ta theo dõi, thầy cho một cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn thầy cho hàm số fx của chúng ta nó mang bởi hai biểu thức sau đây. Nó bằng sin của 1 trên x nếu x của chúng ta khác 0, hoặc nó bằng 0 nếu x bằng 0. Vấn đề đặt ra của chúng ta là chứng minh rằng cái lim của fx khi x tiến tới 0 không tồn tại. Hoặc nhiều khi đề bài cho khó hơn, đề bài có thể hỏi một cách như thế này: vậy thì giới hạn của f tại x bằng 0 có tồn tại hay không? Câu hỏi đó thường thì chúng ta sẽ đoán rằng nó không tồn tại. Xác suất xảy ra cái câu trả lời không tồn tại là lớn. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta như sau. Chúng ta cố gắng tìm hai cái dãy số cùng tiến về 0, nhưng f của hai cái dãy số đó lại lim của nó khi x tiến đến 0 lại khác nhau, thì điều đó dẫn đến lim của fx khi x tiến đến 0 không tồn tại. Vậy thì hai dãy số đó là điều khó nhất của đề bài. Thầy gợi ý cho các em hai cái dãy số sau đây. Đây không phải là hai dãy số duy nhất, chúng ta có thể tìm thêm rất nhiều dãy số khác nữa. Chẳng hạn thầy cho dãy số an bằng 1 chia cho b chia 2 cộng 2nb. Dĩ nhiên dãy số n chúng ta biết rồi, nó phải là số tự nhiên. N là nhỏ, này là số tự nhiên các em nhé. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy 1 trên tử và mẫu số b trên 2 cộng 2nb khi n này tiến ra cộng vô cực, thì